Xin chào buổi sáng tất cả cô Tường đến cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại với Sài Gòn. Và ngày hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 10 tháng 11 2019 và Sài Gòn bây giờ là 9 giờ hơn. Chúng ta đang có mặt ở đây là đường Hai Bà Trưng, và bên cánh trái chúng ta đó là chợ Tân Định. Và ngày hôm nay mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng lang thang ở khu vực Tân Định tiếp tục ha. Hôm bữa chúng ta có đi đường Trần Quang Khải rồi Nguyễn Hữu Cầu, chợ Tân Định về đêm đó, thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục lang thang đến xóm chùa Tân Định. Và cái video clip này thể theo lời yêu cầu của cô chú anh chị, trong đó có anh Danny Quỳnh đi đến xóm chùa và để chúng ta hỏi thăm một người tên là Nguyễn Thị Ngọc Ánh. Nguyễn Thị Ngọc Ánh thì ở trong xóm chùa, nhưng mà em không biết địa chỉ là số mấy ở hẻm mấy, nhưng mà thông qua cái video clip này hy vọng là anh có thể nhìn ra được cái khung cảnh, và chúng ta sẽ hỏi thăm trong cái video clip sau. Nếu mà trong cái clip này vô tình chúng ta hỏi thăm được thì đó là điều may mắn và hạnh phúc. Nhân đây thì em cũng xin kính chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn luôn an lành và hạnh phúc. Sài Gòn chúng ta hôm nay buổi sáng trời hơi lạnh lạnh, và có vẻ là mùa đông sắp đến rồi. Mùa đông nói nghe cho nó giống ngoại quốc thôi, chứ thực ra ở Việt Nam thì có mùa nắng và mùa mưa thôi. Và cái tháng này cũng là cái tháng mà tiết trời giao mùa giữa mùa thu và mùa đông, nên thành ra chúng ta cảm thấy mát mẻ. Và sáng hôm nay không có nắng, trời dịu, nên thành ra thích hợp cho cái việc đi bộ và đi thưởng lãm. Thẳng hướng này chúng ta sẽ đến chợ Phú Nhuận nè, và hướng ngược lại đó là nhà thờ Tân Định, một nhà thờ rất là nổi tiếng. Và chúng ta đang đi trên đường Hai Bà Trưng, thì cái xóm chùa của chúng ta nằm ở con đường Nguyễn Văn Nguyễn. Con đường này tiếp giáp với một đầu là Trần Quang Khải, đầu kia là đường Hoàng Sa đó. Và khu vực này có lẽ rất quen thuộc đối với cô chú anh chị, ngày xưa đã từng ở cái khu chợ Tân Định này. Và ngày hôm nay chúng ta có dịp nhìn lại ha. Đây là hẻm 380 Hai Bà Trưng. Khu Tân Định là một trong những khu mà có rất ít sự thay đổi về tên đường, nên thành ra khu này cũng là khu gắn liền với trước của rất nhiều cô chú anh chị. Hầu như đa phần các tên đường ở đây đều là tên cũ, như đường Mã Lộ, Bà Lê Chân, rồi Nguyễn Hữu Cầu, Hai Bà Trưng, Trần Quang Khải. Khu Đa Cao này cũng là vùng đất cổ của Sài Gòn, tiếp giáp với khu Đa Cao. Tân Định và Đa Cao tiếp giáp với nhau. Ở khu này có chợ Tân Định và rồi chợ Đa Cao. Chúng ta nhìn thấy
nhà cửa Sài Gòn bây giờ như nhà hộp không à, nó khác với ngày xưa hả? Ngày xưa thì nhà mái ngói, nhà lớn, còn bây giờ nhà hộp không. Đây chúng ta thấy có bạn chỉ dẫn giao thông nè, đi thẳng này Phú Nhuận ha, quẹo phải đường Trần Quang Khải hả, quẹo trái thì đường Một Chiều, đó là đường Yên Đỗ ngày xưa đó, hướng từ quận 3 Lê Văn Duyệt cho đến Hai Bà Trưng, cũng là đường Lý Chính Thắng ngày nay. Và chúng ta đang có mặt đây là giao lộ Trần Quang Khải và Hai Bà Trưng. Thẳng hướng này bên cánh trái đó là đường Yên Đỗ ngày xưa và Lý Chính Thắng ngày nay. Và theo thẳng hướng này mình sẽ đi đến chợ Tân Định và ô anh chợ Phú Nhuận, đi qua cây cầu Cầu Kiệu. Rồi bên cánh phải chúng ta đó là đường Trần Quang Khải. Rồi bây giờ chúng ta đi qua đường nha. Và ngay đầu đường Trần Quang Khải này, bên cánh trái có một cái con đường, đó là đường Nguyễn Lâm Nguyễn, Nguyễn Văn Nguyễn. Chúng ta sẽ đi một đoạn nữa rồi mình sẽ quẹo bên tay trái. Ở đây có đường Nguyễn Văn Nguyễn nè. Đường Nguyễn Văn Nguyễn. Đi thẳng hướng này mình sẽ đi đến chợ Đa Cao luôn nè. Rồi chúng ta sẽ quẹo vô ngã ba nha. Đi quẹo trái vô. Chú Lượng Nhân hỏi này là sớm chùa không? Chùa Cứu Trong nữa. Dạ, cảm ơn chú. Cứu Trong nữa. Dạ. Cứu Trong. Dạ, dạ. Mình trước khi đi hỏi một cái cho chắc, nhiều khi những cái tài liệu đọc trên mạng thì có thể là không đúng, nhưng mà hỏi thăm thì cũng cho nó chắc cú. Bạn thấy con đường này cũng ngắn nhưng mà bây giờ thay đổi rất là nhiều nè. Thấy nhà cửa bây giờ khác quá nè, nhà chuẩn bị xây lên. Rồi mình nhìn lại cung đường mình vừa đi qua nè. Ở đầu đường thì có cái nhà bên cánh trái, nhà rất là xưa rồi. Và theo tài liệu ngày xưa thì khu phía sau đường Trần Quang Khải là đồng ruộng ha, ao đầm lầy. Nhưng mà bây giờ thì một cái nơi rất là có giá. Bên cánh trái chúng ta đó là cái khu horizontal, khu chung cư nè. Rất là mát, chúng ta có thể cảm nhận được cái luồng gió. Gió thổi vi vu luôn. Và con đường này rất là sạch sẽ ha, mình đi bộ rất là thoải mái. Và bên cánh phải chúng ta đó là đường Đặng Dung. Đường Đặng Dung này ngắn thôi, một đoạn ngắn. Nếu mình đi thẳng đường đó mình quẹo trái thì mình sẽ đi đến khu chung cư Miếu Nổi, khu Vạn Hoa đó. Đi thẳng đường đó mình tới đường Trần Nhật Duật được đó. Đây mình thấy có nhà rất là xưa này. Phở bò Bình Dân. Ở đây là số ác
60 Trần Quang Khải, Nguyễn Văn Nguyễn. Những con hẻm, những con xóm. Không biết anh Danny có nhìn ra hay không ha. Hôm nay giống như chúng ta đi đi về lại Sài Gòn vậy đó. Mình nhìn ngắm những khung cảnh. Hy vọng là trong những hình ảnh này các anh chị và các bạn cũng hình dung ra được xóm chùa ngày hôm nay như thế nào. Và cô chú anh chị ở các tỉnh khác, mình cũng có thể biết được xóm chùa Tân Định là ở đường nào ha. Mình đi tới một tí thì có giao lộ Đặng Chất, có Đặng Tất. Ở đây mình thấy có con hẻm nè. Hẻm này có tiệm cơm, con tiệm con công. Hẻm này là hẻm số ở đây số lộn xộn lắm, nhìn không có ra. Hy vọng là trong những hình ảnh này anh Danny nhận ra và cho em xin comment ở cái đoạn nào ha, để lần sau em có thể hỏi cụ thể hơn. Bây giờ nguyên con đường mà hỏi tên Nguyễn Thị Ngọc Ánh khoảng 50 tuổi thì chắc có lẽ hơi khó nè. Ở đây chúng ta thấy có một cái địa chỉ 214/19 đường Nguyễn Văn Nguyễn. Ở trong đó có một cái xóm xóm hẻm. Và đây là giao lộ Đặng Tất và Nguyễn Văn Nguyễn. Con đường rất là ngắn, rất là nhỏ và rất là mát. Ra bây giờ bên đây cũng là 214/19 luôn. Có khi nào là cái hẻm này không? Mà trong đó có một xóm xóm chung cư. Nếu phải thì cho anh ta xin cái comment nhé. Thật ra ở Sài Gòn thì đa phần các nhà người ta đều, nếu mà các nhà phố thì nhà nào nhà nấy ở, họ cũng ít có giao lưu. Nên thành ra có một vài xóm thì họ sẽ không biết nhau. Nhưng mà hy vọng trong xóm này thì sẽ khác ha. Để xíu nữa em gặp ai em sẽ hỏi thử như thế nào. Qua đây chúng ta thấy có hai cái cây rất là lớn nè. Hai cây rất là mát. Không biết ngày xưa ở đây là cơ quan gì nữa. Ở đây ngày xưa, ngày 5 tháng 5 năm 1968 có một cái sự kiện xóm chùa. Cái bản sao á, nhìn chữ không rõ. Đây là trường ngã ba đường Trần Quý Quách. Đường Trần Quý Quách. Đây thì không có nhiều chùa, hình như chỉ có một vài chùa thôi. Bên cánh trái thì có những cái hẻm để đi ra đường Hoàng Sa đó. Và chúng ta sẽ đi hết đường Nguyễn Văn Nguyễn này. Và hy vọng trong clip này anh chị có nhìn ra được một cái hình ảnh nào đó, ở cái đoạn nào đó. Thì em sẽ
tập trung vào cái điểm đó hả? À, và thấy có cái đường đi ra đường Hoàng Sa nè đó. Và ở đây chúng ta thấy có ngã ba Trần Khánh Dư, đường Trần Khánh Dư đến thẳng hướng này nó cũng song song với đường Quý lúc nãy đó. À, đây có 272, 212, 212 Nguyễn Văn Nguyễn. À, mình đi vô hẻm 212 nha. Ở đây là 212 xuyệt 327. À, bên cánh trái thì 212 xuyệt 37 thôi. Ở đây có vẻ tìm người xưa hơi khó nè, tại vì có số nhà họ đã xây mới hết rồi, xây mới là họ đã bán nhà đó, và có thể là nhà cũ đã thay đổi. Ở đây mình thấy có một cái nhà gác gỗ nè, để cũng lâu lắm rồi. Rồi nhìn lại cái hẻm mình vừa đi qua nè, đầu hẻm bên cánh phải là quán cà phê, bên cánh trái thì có một cái giáo hội Phật giáo Việt Nam niệm Phật Quảng Thành. Đi vô 20 mét là ở trong kia. Ở trong đó thì có mấy nhà đóng cửa rồi, nên thành ra cũng hơi mông lung. Nếu mà anh Danny có nhìn ra được cái thôn xóm ngày xưa của mình thì anh cho em xin cái comment ha, để lần sau chúng ta sẽ đi vô cái cụ thể hơn, cái địa chỉ cụ thể hơn, để mình có thể hy vọng là sẽ gặp lại người xưa. Và hy vọng là thông qua cái clip này, chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh trong xóm chùa, nếu anh chị có tên Ánh thì hãy cho em xin cái comment ha, với lời nhắn nhủ anh Danny Quỳnh đang tìm thông tin liên lạc của chị. Thông tin liên lạc của em có để trong phần mô tả đó, anh chị có thể inbox hoặc email cho em để em có thể nhắn cho anh Danny một số hình ảnh về khu xóm chùa Nguyễn Văn Nguyễn gửi của chú anh chị và các bạn, để chúng ta có thể hình dung được xóm chùa ngày nay là như thế nào. Và chúng ta ra đây là đường Hoàng Sa, ở bên cánh phải là một cái khu bờ kè ngày nay rất là khác rồi. Dòng kênh Như Lộc. Và cái video clip ngày hôm nay cũng xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong cái video clip tiếp theo ở khu Tân Định này.
Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại, cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi. Chúng ta nhìn lại cái một dòng kênh Nhiêu Lộc ngày nào ha, và ngày hôm nay mình nhìn thấy một cái hình ảnh nó khác, rất là khác. Đằng kia xa xa đó là cầu, hình như là cầu Điện Biên Phủ. Ủa, cầu Đa Cao chăng, cầu Bông. Hãy đứng ở đây thì mất phương hướng. À, cầu Kiệu, cầu Kiệu đó các anh chị và các bạn. À, xin lỗi là nãy em mất phương hướng, phải đứng một hồi mới hình dung ra được. À, tại vì đi trong con đường này rồi đi ra những cái hẻm, xong đi ra bất ngờ đi ra một cái đoạn ngắn của dòng kênh thì không hình dung ra được. À, mình nói là cầu Kiệu ha. À, thẳng hướng này mình sẽ đi về chợ Xú nè. À, rồi một số hình ảnh trong xóm chùa gửi các anh chị và các bạn. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye, bye bye các anh chị và